cuối của nhóm A. Những trận đấu không còn mang nặng nhiều ý nghĩa đều đã kết thúc. Dứt điểm! Đó là Quang Hải! Đó là ngôi sao đích thực! Bàn thắng ở đẳng cấp thế giới! Hãy cùng xem lại pha lập công vừa rồi của Quang Hải. Cú sút bóng sống đầy cảm giác. Nơi mà các đội bóng đều không được phép mắc sai lầm nếu không muốn để mất đi tham vọng hướng tới ngôi vị vô địch. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Đây sẽ là quả đá phạt của Kiều Văn Hệ. Rất nguy hiểm. Đó là cơ hội đầu tiên dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Người băng vào nhưng không thể dứt điểm, đó là Huỳnh Tấn Tài. Ở mùa giải năm nay thì Huỳnh Tấn Tài đã có 3 bàn thắng trong áo của câu lạc bộ Sài Gòn. Một pha bóng lập bập và suýt chút nữa thì đội khách đã làm nên chuyện. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá chạm hàng rào của Kiều Văn Hệ và bóng chơi tới đúng vị trí của Huỳnh Tấn Tài. Buộc phải tấn công. Đó là một nhiệm vụ có thể nói là không thể bàn cãi. Cơ hội dành cho Ribéry. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Bàn thắng đến rất nhanh. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp đã dẫn tới bàn thắng của Ribéry. Pha phát triển của Thành Lương. Và ở phía trong thì người đồng đội của anh, đó là Đỗ Ung Dung, cũng đã có một đường truyền có thể nói là tuyệt vời. Một cú ôm bóng loại hoàn toàn thủ môn Phan Văn Phong cùng với các hậu vệ của câu lạc bộ Sài Gòn. Ribéry với bàn thắng thứ 10 trong mùa giải này. Và đó là một pha lập công quá quan trọng với những gì mà Hà Nội đang phải đối mặt. Rất nhanh. Quả đá phạt của Kiều Văn Hệ. Bóng đã chạm vào hàng rào. Đổi hướng một chút nhưng không là một vấn đề gì cả với Bùi Tấn Trường. Kiều Văn Hệ đã có 7 pha lập công ở mùa giải năm nay. Ở Sài Gòn là 7. Trong giai đoạn 1, mục tiêu của Sài Gòn khi bước vào mỗi trận đấu luôn luôn là hướng tới ít nhất một kết quả hòa. Dứt điểm, cú vào. Một pha ra chân cực nhanh. Mặc dù vậy thì Tấn Trường vẫn kịp thời phản xạ. Còn Hà Nội thì không. Hà Nội bắt buộc phải có 3 điểm trọn vẹn. Khai, động tác giả, đã có tình huống va chạm nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái xua tay. Không có penalty. Không có penalty cho đội chủ nhà. Một pha bóng gây tranh cãi. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà Thành Lương đã vượt qua được An Bukio. Và đúng là trọng tài không thể thổi phạt 11m. Phát triển. Đến nay vẫn là cầu thủ Hà Nội. Quang Hải! Không vào! Quá đáng tiếc cho cầu thủ chủ nhà. Một cú đá thiếu lực của Quang Hải. Thủ môn Phạm Văn Phong cùng với những đồng đội đã cùng nhau sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất của giải đấu trước khi bước vào vòng đấu mà chúng ta đang theo dõi. Và bàn thua từ quãng đầu của Ribéry đã khiến cho anh cùng với những đồng đội của mình không còn duy trì được điều này nữa. Bây giờ thì đội bóng có hàng phòng ngự vững chắc nhất. Thành Lương được ra sân trong đội xuất phát và anh chơi tốt hơn nhiều so với hình ảnh của chính mình ở trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel. Kiều Văn Hệ, sức mạnh của Kiều Văn Hệ. Cơ hội tung ra cú xuất điểm. Đó là sự căng thẳng và kịch tính. Tỷ số là 1-1. Một pha bóng mà ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội cho rằng trọng tài phải thổi phạt với Kiều Văn Hệ ở tiếng tranh chấp với Moses. Nhưng quyết định đã được đưa ra và bàn thắng đã được công nhận. Tỷ số là 1-1. Bây giờ thì áp lực tâm lý được đẩy về các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Và hãy cùng xem lại cái chân trái có thể nói là kỳ diệu của Kiều Văn Hệ. 2 lần trên sân hàng đẫy ở mùa giải năm nay đều bằng những cú sút đẹp mắt ở cự ly như thế này. Kiều Văn Hệ ghi bàn vào lưới của đội bóng thủ đô. Tỷ số được san bằng 1-1. Một trong hai câu lạc bộ Hà Nội hoặc Sài Gòn. Khai chân trái, cú vào. Một cơ hội bị bỏ lỡ quá đáng tiếc của câu lạc bộ Hà Nội. Và cần phải tặng lời khen ngợi cho thủ môn Phạm Văn Phong.
người đã có một tiếng đổi người xuất sắc. Và khống chế bóng gọn gàng của Di Mario đã dứt điểm cũng là rất tốt. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú sút vừa rồi và đổi người cực nhanh của thủ môn đội khách. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Có thể hiểu được khi mà các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội liên tiếp tranh cãi với quyết định của tổ trọng tài mỗi khi họ bị thổi phạt bất lợi. Áp lực tâm lý với đội đương kim vô địch vào lúc này là cực lớn. Đây đã là những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Hà Nội và Sài Gòn đang hòa nhau với tỷ số hòa 1-1. Phát dứt điểm vừa rồi là của Văn Quyết. Chỉ có 1 phút đá bù giờ dành cho hiệp đấu này. Hà Nội đang dồn toàn lực chơi tấn công. Moses, Văn Xuân, Quang Hải sẽ có phạt góc. Hai bức tranh khác nhau trong hai trận đấu liên tiếp trên sân hàng đẫy diễn ra trong 2 ngày. Viettel thực dụng vượt qua Than Quảng Ninh. Trong khi đó thì ngày hôm nay trong một trận đấu không còn gì để mất, một trận đấu một mất một còn, Hà Nội và Sài Gòn đang cống hiến cho người hâm mộ một cặp đấu cuối của nhóm A. Những trận đấu không còn mang nặng nhiều ý nghĩa đều đã kết thúc. Dứt điểm! Đó là Quang Hải, đó là ngôi sao đích thực, bàn thắng ở đẳng cấp thế giới. Hãy cùng xem lại pha lập công vừa rồi của Quang Hải. Cú sút bóng sống đầy cảm giác, cú sút bóng sống không thể chê vào đâu được. Quá hay cho pha dứt điểm vừa rồi của Quang Hải. Và một lần nữa thì các cổ động viên của Hà Nội có cơ hội ăn mừng. Gương mặt đầy kiêu hãnh của Quang Hải sau khi ghi được bàn thắng vừa rồi. Hà Nội đã rất ức chế về mặt tâm lý khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. 3-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Rất nhanh. Những áp lực không ngừng nghỉ và Hà Nội bây giờ đã có bàn thắng thứ 3. Một ngày thi đấu quá thành công của Thành Lương. Sóc nhỏ vẫn biết cách để chứng tỏ giá trị của mình. Những ai đã từng chê trách anh với màn trình diễn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel thì cần phải nhìn lại màn trình diễn này. Trong những trận đấu căng thẳng, kịch tính và quyết liệt nhất, đá phạt của Hữu Sơn không vào. Đá phạt được tiền với Hữu Sơn, cầu thủ được tung vào sân thay người của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành ở trong hiệp 2. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Đoán và xử lý an toàn của vẫn còn Văn Xuân. Tôi hãy xem lại tiếng đi bóng của Lê Văn Xuân. Công đầu trong bàn thắng này phải thuộc về Lê Văn Xuân. Bình tĩnh đi bóng trước khi phối hợp cùng với Trương Văn Thái Quý. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chính là người đã tung ra đường truyền. Tỷ số là 4-1. Viettel và Hà Nội cùng thắng. Rất nguy hiểm. Bàn thắng dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Và đó là Pedro Paulo. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú treo bóng của Hữu Sơn. Pedro Paulo với pha lập công thứ 12 trong mùa giải tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn. Và điều quan trọng là nó thắp lên hy vọng dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Hãy cùng xem lại một lần nữa pha bóng mà Pedro Paulo ghi bàn vào lưới của Bùi Tấn Trường. Bàn thắng thứ 6 được ghi trên sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm nay. Hữu Sơn sút xa. Sau khi vào sân thì Hữu Sơn cũng đã chơi hay. Pha đi bóng của Lê Văn Xuân rất nhanh, rất nhanh và nguy hiểm. Lê Văn Xuân không vào. Rất hay. Cú sút thẳng về khung thành đối phương của Quang Hải. Quang Hải đã phát hiện
Thấy thủ môn Phạm Văn Phong lên cao và anh quyết định dứt điểm thẳng với khung thành đối phương. Một lần nữa, bàn thắng của Quang Hải. Cầu thủ có khả năng sút bóng sống tốt nhất của Việt Nam vào lúc này. Cảm giác bóng đã trở lại thực sự. Chắc chắn là như vậy. Cho dù có thêm một pha lập công nữa, mà thứ vẫn không thay đổi. Đây sẽ là trận thua thứ 3 của câu lạc bộ Sài Gòn. Cú sút vừa rồi của Petro Paulo cũng gần như đã khép lại trận đấu này, khép lại những hy vọng của câu lạc bộ Sài Gòn trong cuộc chạy đua tới ngôi vị vô địch. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Đình Thái đã vang lên. Đương kim vô địch tiếp tục chứng tỏ được tham vọng, bản lĩnh của họ trong giai đoạn quyết định, duy trì được hy vọng cho lượt trận cuối cùng.